Xin chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi lại là một video để review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Ozen có mã là FAG00004D0, có giá bán là 6.900.000 đồng. Vâng, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Ozen Automatic lộ tim. Đấy, lộ tim ở cọc số 9 giờ. Anh em nhìn này, lộ tim này để khoe được cái bộ máy bên trong, chuyển động bên trong này anh em nhìn nhé, rất là sinh động đúng không ạ? Phiên bản dây da anh em nhé, dây da thì có màu đồng màu với màu mặt. Đấy, mẫu này dành cho anh em nào thích sự năng động trẻ trung. Đấy, thì đeo em này rất là đẹp luôn. Đây anh em này, độ dày của em này nó chỉ khoảng tầm 9mm thôi. Vâng, 9mm. Kính Babino, kính lồi Babino. Đấy, đặc trưng của dòng Ozen này. Đấy, mẫu đồng hồ này có bộ kim mắt ngỗng rất là đẹp anh em nhé. Đấy, bộ kim mắt ngỗng, cọc số là mã, mặt màu xanh dương, đeo cực kỳ trẻ trung. Size mặt của em này là 42. Đấy, dành cho bạn nào có cổ tay trung bình trở lên, khoảng tầm từ 17 cho đến 20, đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn chi tiết nhé. Vâng, chúng ta soi mặt đấy. Nguyên giấy bóng đây anh em ạ. Đây, mặt đáy của em nó đây anh em nhé. Đấy, lộ máy rất là đẹp. Đấy, mặt đáy thì có các thông số, ví dụ chẳng hạn như là Made in Japan này. Đấy, Japan Mode này, Epson này. Ozen này trực thuộc của Epson nhé, bị được Epson mua lại cũng cách đây khoảng 15-20 năm gì đấy rồi anh em nhé. Đó, và mã của sản phẩm. Ngoài ra thì có tem 7 màu của Tân Hải Minh, nhà phân phối Ozen độc quyền tại Việt Nam, có địa chỉ tại 41 Thi Sách, Hà Nội. Đây, mã của sản phẩm anh em ạ. Phiên bản dây da, dây da thật luôn anh em nhé, dây da xịn sò luôn đấy. Đấy, màu xanh navy rất là đẹp luôn. Mặt rất là trẻ trung. Đó, mẫu đồng hồ này thì gồm hiện tại đang ở cửa hàng đang còn hai màu. Vâng, hai màu dành cho anh em đây. Đây là phiên bản vỏ vàng, đấy, dây nâu và mặt trắng bạc anh em nhé, nhìn này. Không khác gì mẫu màu xanh navy này, nó chỉ khác về màu sắc thôi anh em nhé. Đây, không khác gì luôn à. Cực kỳ đẹp luôn. Đeo cực kỳ quý phái và sang trọng. Cũng đều là size mặt 42. Chất liệu vỏ là thép 316L, dây da chính hãng. Đây, lộ tim ở cọc số 9 giờ để ta xem được bộ máy cơ khí chuyển động ở bên trong, rất là đẹp luôn anh em nhé. Mẫu đồng hồ này có giá bán là 7.440.000. Mã em nó là FAG00002W0. Đấy, là chính hãng anh em nhé. Đây, anh em có thể soi trực tiếp rất là đẹp luôn. Về thông số kỹ thuật em nó thì cũng không khác gì mẫu phiên bản màu xanh dương này, màu xanh navy này. Đây, tôi sẽ cởi ra, tôi sẽ tháo ra để cho anh em xem. Đây là mặt sau của em nó anh em nhé. Đấy, Epson này, Japan Mode này, thương hiệu Ozen này của Nhật Bản. Đây, mặt sau rất là ok, lộ đáy anh em nhé. Độ dày khoảng 9mm, kính Babino. Đeo em này cực kỳ sang chảnh, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em chiêm ngưỡng này. Đấy, cổ tay của tôi 19. Đấy, đeo rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây, đẹp không ạ?
rất tuyệt vời. Ở ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa anh em ạ. Anh em có thắc mắc hoặc là có cái điều gì cần hỏi thì comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em nhé. Hiện tại sản phẩm thì đang có bán tại hệ thống đồng hồ Giới Bắt chúng tôi, có địa chỉ đây. Đấy, tầng trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này. Tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Phước Long Biên này, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Này, website này, thebắt.com.vn, thebắt.vn này. Hotline là 0977891897. Thì các anh em ở Hà Nội thì có thể đến xem trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi, hoặc anh em ở xa thì hãy gọi điện để chúng tôi có thể là gửi hình ảnh cũng như là mẫu cho anh em để có anh em có thể tham khảo mua ủng hộ chúng tôi. Đi kèm với sản phẩm thì gồm có là hộp này anh em này, có hộp chính hãng nhé, có hộp chính hãng của nhà sản xuất này đây anh em này, đó một chiếc hộp sản chính hãng nhé, rất là đẹp luôn. Hộp này đây có vỏ giấy đi cùng nữa này, đây có vỏ giấy này. Đấy, cái hộp này sẽ được đựng trong cái vỏ giấy này. Ngoài ra thì có thẻ bảo hành chính hãng này. Để kiểm tra hàng chính hãng thì anh em lật mặt sau ra, bao giờ cũng nhìn thấy có cái tem Tân Hải Minh nha, tem chống giả của Bộ Công an đây. Thì có cái tem này thì mới là hàng chính hãng anh em nhé. Còn nếu không có tem này thì có thể là hàng trôi nổi thôi. Đây, mã số model thì sẽ ghi vào đây. Thì chế độ bảo hành của thương hiệu Ozen này là được bảo hành 2 năm tại hãng và 5 năm tại hệ thống cửa hàng của chúng tôi. Ngoài ra thì còn có cả túi nữa anh em này, có túi thương hiệu Ozen đi kèm. Đấy, túi hộp thương hiệu Ozen đi kèm. Vâng, anh em ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em đó. Vâng, anh em xem video hãy đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giới Bắt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.